Hi, chào anh em, lại là Minh Phụng Music đây. Nhân dịp có chuyến giao đàn VWK310 được anh khách hàng mua về cho con học nhạc tại Thảo Điền. Hãy cùng tìm hiểu những nét thú vị trên cây đàn piano điện đến từ nhà Nest bằng buổi đi hóng gió quận 2 cùng với team Minh Phụng Music nhé. Đi thôi mọi người, đường phố vừa trải qua cơn mưa chiều, bầu không khí vô cùng mát mẻ, trời trong xanh, cây cối như được khoác lên mình tấm áo mới. Gần đến nhà khách rồi, xung quanh toàn những khu chung cư cao tầng chót vót, nhìn thật là thích mắt. Cuối cùng đã đến Thảo Điền, cùng mình đến nhà anh khách thôi. Chúng mình đã đem đàn vào nhà, lắp ráp nào. Bên trong hộp sẽ bao gồm thân đàn, chân đàn, pedal, nguồn và bộ ốc lắp đàn. Đàn có thiết kế hiện đại, có các tính năng của các dòng piano điện nổi tiếng đều xuất hiện trên cây đàn này. Đàn sở hữu 88 phím cảm ứng lực nhấn với 5 cấp độ cho bạn thể hiện được cảm xúc khi chơi đàn. Âm thanh đa dạng với 128 âm cài sẵn, 52 bài demo. Các chức năng cơ bản như là metronome hay còn gọi là chức năng đếm nhịp, slide chỉ bằng phím để tránh làm ồn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bạn có thể tùy chọn chế độ chơi im lặng với tai nghe, có thể kết nối với các ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng để hỗ trợ cho việc học tập qua USB MIDI, cổng aux in và line out. Ngoài ra còn có cổng pedal, đàn có hai màu tùy theo sở thích của các bạn là trắng và đen. Với Nest VWK310, người chơi sẽ nhận được chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn như bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Chúc anh, gia đình và hai bé có những giờ phút giải trí vui vẻ khi lướt trên từng nốt nhạc của cây đàn này. Với cây piano này, bạn rất dễ dàng cảm nhận được những điểm nhấn riêng mà Nest muốn truyền tải đến cho người chơi. Với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ 12 triệu, nên đừng ngại sở hữu một mẫu đàn có thể đem đến những gam màu mới trong cuộc sống của bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Đừng quên comment khi có câu hỏi nào về mẫu đàn trên. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ đội ngũ chúng mình. Và nếu có thắc mắc, hãy liên hệ qua hotline 0919768606 để được tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.